Bây giờ sao nhỉ? Luca đi lấy bỉm với quần áo nhá. Để mẹ chuẩn bị nước nhá. Xong rồi Luca bơi. Rồi, nào, Luca lấy bỉm với quần áo cho mẹ nào. Bím nhá. Rồi đi đi. Đi vào trong lấy bím nhá. Chậu to có thích không con? Bắt bóng, bắt bóng. Nào, mẹ xem ca lặn nào. Ca lặn đi. Wow. Ôi, ở trên bầu trời có cầu vồng kìa Buka ơi. Cầu vồng kìa. Đi, 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 đi. Mẹ cho con xem cầu vồng nhé. Đó, con thấy cầu vồng chưa? Wow. Gà bơi ở dưới bóng nhá. Wow. Chỗ tôi bơi có thích không? Đây rồi.
nhà bơi lội tên là Buka. Thả tay ra, không có tay nữa. Thích không? Nào, Buka đuổi bóng nè. Buka đuổi bóng ạ. Không đang tắm mình trèo lên đấy làm gì. Buka đâu rồi? Đây. Đây đây đây, ra mời đây. Bắt bóng đi, lấy bóng chơi đi. Nào, nào Buka. Buka, đây, bóng màu vàng nè. Nào, bóng màu vàng. Đây, mắt đây, mắt đây, mắt. Rồi. Nào Buka, bóng màu xanh. Nào Buka bóng màu xanh. Đây. Đây mà. Con thích màu vàng à? Đây. Đây bóng màu xanh lá cây. Được chưa? Lên nhá. Buka đây. Hey, Buka đây. Xuống đây. Ôi, tức người mẹ rồi. Nào. Ra đây ra. Lên chẳng bao chiếc gì. Ê người mẹ. Giờ đi xuống nha. Đi xuống sấy tóc nha. Đi. Mẹ mai xuống rồi lát mẹ lên mẹ dọn sao. Quần áo đi chứ.